Namaste, xin chào các bạn. Hôm nay Hằng Nga sẽ hướng dẫn chúng ta thực hiện tư thế 8 điểm chạm thảm. Đây là một tư thế cơ bản nhưng mà lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp chúng ta lưu thông khí huyết, giúp chúng ta tăng cường sức mạnh đôi tay, vai, giúp chúng ta giảm mỡ thừa và rất tốt cho các cơ quan nội tạng. Nào, chúng ta hãy bắt đầu cùng Hằng Nga trở về tư thế nhé. Mình sẽ bắt đầu trong tư thế tấm ván. Ta sẽ bắt đầu từ trong tư thế tấm ván. Tay bạn đặt ngay dưới vai, bàn chân vuông góc với thảm, hít sâu từ từ, hạ hai gối xuống, rồi tiếp tục hạ cằm, hạ ngực. 8 điểm chạm thảm có hai bàn chân của bạn, ngực, gối và cằm. Bạn sẽ giữ đây trong vòng từ 30 giây để căng mông của mình lên, đúng rồi, cho đến 1 phút và sau đó thoát thế. Trườn người ở phía trước. Đó. Bây giờ Hằng Nga sẽ hướng dẫn lại chúng ta một lần nữa nhé. Và bạn sẽ nhìn nào. Bắt đầu từ trong tư thế tấm ván nào. Đúng rồi, tấm ván. Đạp cao chân lên. Tay bạn chống ngay dưới vai nhé. Đúng rồi, tay chống ngay dưới vai. Xếp cơ bụng của bạn lại. Hạ gối xuống. Hạ ngực. Hạ cằm. Đó. Đẩy cong cái mông của mình lên, gót chân dẫn dựng lên, giữ 30 đến 60 giây. Rồi sau đó thoát thế nào, trườn người phía trước. Đó. Thấy không, một bài tập cực kỳ là đơn giản nhưng mà rất tốt cho sức khỏe của chúng ta, giúp bạn lưu thông khí huyết, giúp bạn giảm mỡ thừa, tăng cường sức mạnh đôi tay và vai. Đừng quên thực hiện nó mỗi ngày và chia sẻ bài tập cho những người bạn xung quanh của mình. Đăng ký kênh YouTube của Hằng Nga để không bỏ lỡ các bài tập tiếp theo. Nga xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Namaste.